Đầu tiên thì Ngọc Mai có thể chia sẻ lại là mình nhìn lại trong một năm vừa qua thì mình thấy mình như thế nào ha? Nếu như mà trong một năm qua đó thì em thấy là một năm là khá là viên mãn với em, vì cả gia đình, vì cả sự nghiệp. Viên mãn ở đây là bao nhiêu năm mình hun đúc đó, bao nhiêu năm mình chăm bẵm mất thì đến một cái ngày thì mình được gặt hái. Về gia đình đó, thì đó, tất cả mọi người cũng đã thấy rồi, cái cách xây dựng gia đình của mình từ lâu đến nay vẫn vậy. Và bây giờ mình có bước ra có làm cái công việc nhiều hơn thì gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc, bởi vì mình đã chăm bón từ rất lâu rồi á. Nó không có bị cản trở, mà thậm chí lại là một cái điểm tựa để cho mình vượt qua hết mọi thứ thử thách. Cái thứ hai nữa là về công việc thì trong vấn đề chuyên nghiệp thì năm nay em cũng đã có một cái huy chương vàng của tháng 6 năm 2022 rồi lại được đề cử nghệ sĩ ưu tú rồi. Rồi về cái phần của giải trí thì lại đã được quán quân có một cái cuộc thi rồi. Mà cái quán quân ở đây không phải là vì mình vui mừng vì cái giải quán quân, mà mình vui mừng vì những cái tâm nguyện của mình từ xưa tới giờ đó thì nó đã được trọn vẹn. Có nghĩa rằng là mình đã được sự thật hóa lên những cái lời mà mình đã dạy học trò trước đây. Tức là giữ gìn cái nền văn hóa dân tộc Việt Nam, rồi khi nào cũng tìm tòi nghiên cứu về cái giọng hát của con người, tìm tòi nghiên cứu về chính bản thân của mình. Thì tất cả những cái việc mà mình đã bao nhiêu năm mình đi dạy thì bây giờ mình đã thực hiện hóa nó thành cái hành động, và đã cho học trò thấy được rằng là những cái gì mà mình nghiên cứu, mình đã nói đó, thì nó có cái khả thi để mà mình thực hiện, chứ không phải là cái điều mà vô tưởng được. Đó, thì đó là em thấy cái sự thành công của em. Và tiếp tục cái thành công nữa đó là mình đã cái sứ mệnh cho đi ở đây, thì khi mà được mọi người biết tới nhiều hơn thì cái sự cho đi của mình cũng có cái sức lan tỏa được nhiều hơn. Đó là mình làm trong năm vừa qua, năm 2022 thì làm 3 cái buổi workshop rất là thành công, buổi nào cũng rất là đông, rất là được đông đảo mọi người đón nhận và rất là thành công. Là 2 buổi ở thành phố Hồ Chí Minh, 1 buổi Hà Nội, là sau 30 phút thôi là link là đều sạch sẽ. Lần đầu tiên thì cái khán phòng có 120 người thôi, thì mình không nghĩ là mọi người quan tâm nhiều, thì đặt chật kín. Rồi lần thứ 2 ở Hà Nội thì khoảng 500 người, lần thứ 3 thì ở Sài Gòn thì khoảng 800 người. Đó, thì mình thấy mình cứ mở rộng từ từ, và mùng 4 này là mình sẽ cho thêm một buổi nữa, một buổi workshop nữa. Bắt đầu buổi thứ 3 thì mình có thu một ít phí để mà nuôi được 2 em bé của con của bệnh nhân ung thư đi học cho cái buổi workshop đó. Và ở Đà Lạt cũng vậy, mình cũng sẽ bán vé, và cái tiền vé đó mình cũng sẽ ủng hộ cho quỹ của WeCan, hỗ trợ bệnh nhân ung thư, nhưng mà cho các con em của bệnh nhân ung thư đi học. Rồi năm 22 có gì nữa ta, là mình đã thực hiện những cái video. Thay vì sẽ ra những cái MV đình đám thì Mai không phải ra MV đình đám, mà MV đó để khép lại cái cuộc hành trình của năm 2022, khép lại hành trình của Osen, của muôn vàng khuôn mặt. Và trong cái bài hát đó cũng đã chuyển tải đủ thứ rồi, giữa cái thiện và cái ác thì do mình lựa chọn. Trong MV, nếu như mà ai mà sâu sắc thì sẽ nhìn thấy rất là rõ những cái gì mà Mai và ekip đã chuyển tải. Đó là trong cái cuộc sống của mình luôn luôn có trắng và đen, nhưng quan trọng mình chọn cái lối đi gì. Có rất là nhiều cái ngã rẽ và nhiều cái sự lựa chọn, thì mình đã chọn lối đi gì thôi. Và Mai cảm thấy những cái video mà Mai tâm huyết, đó là những cái video reaction lại những cái gì mà Mai đã hát, và video để mà cho mọi người hiểu hơn về thanh nhạc. Thì Mai đã làm xong cái sứ mệnh của mình, tức là năm 2022 nó gói lại, gói ghém lại là một năm. Theo Mai thấy là những tâm nguyện của Mai hầu như đã được toại nguyện hết rồi. Mai không có một cái đòi hỏi gì thêm hết, và sự yêu thương của khán giả cũng dành cho Mai quá nhiều. Những cái thử thách hay là những cái bất như ý nó xảy đến đều là những cái mà để cho hun đúc cho mình có nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều cái cách để mà sau này mình sẽ có một cái hành trang tốt hơn trên những cái hành trình tiếp theo. Và sắp tới năm 2023 thì mình cũng sẽ tiếp tục với những cái dự án cho đi cho cộng đồng. Tất cả những cái MV thì đều mang cái tính chữa lành, và mình sẽ đi cái con đường chính của mình, đó là cái con đường mà làm cộng đồng á. Đó, và sẽ có thể tham gia một vài cái talk show, một cái chương trình á, hoặc là mình sẽ làm những cái tập YouTube mà dài hơi để mà đồng hành cùng với những cái ý nguyện của những nghệ sĩ chẳng hạn. Thì đó là những cái dự án ấp ủ của Mai trong 2023, và hy vọng rằng sẽ được yêu thương của mọi người để mà tiếp tục những cái dự án nó thành công.
Sau The Masked Singer một thời gian thì Kim Thanh cũng nhận thấy là bên cạnh những phản ứng rất là tích cực, bên cạnh việc rất là nhiều người yêu thích Ngọc Mai, thì cũng có những sự việc chưa được ưng ý lắm, rồi mình cũng có xuất hiện anti-fan nữa. Không biết Mai suy nghĩ như thế nào về điều này? Ở trên cái cuộc sống nó có những cái điều như ý và bất như ý, nó luôn song hành với nhau mà. Thương ghét cái gì nó cũng sẽ có, cái này nó sẽ mang thai cái kia, sự ghét nhiều khi nó lại mang thai cái sự yêu thương thì sao? Cho mình học hỏi lại, chính bản thân mình phải học hỏi lại thêm, tình yêu thương của mình đã đủ lớn chưa? Ví dụ như vậy, hoặc là mình sẽ có những cái cơ hội để mình soi xét lại chính bản thân mình và mình có thể lắng nghe thêm nhiều ý kiến khác. Và cái cách của Mai để mà đón nhận những điều đó, lúc đầu mình cũng sẽ bị động tâm một chút á, nhưng mà khi mà Mai thấy trong những cái ngày cuối năm này nè, quá nhiều cái ý nghĩa, quá nhiều cái việc mà mình có thể làm và mình không có thời gian để mình để ý đến những cái điều tiêu cực nữa, thì mình cảm thấy tất cả mọi cái sự bất như ý đó nó nằm ngoài mình. Có nghĩa rằng là mình đóng lại những cái thông tin mà nó không tốt, mình gặp gỡ những người yêu thương, mình làm những việc mà công tác cộng đồng hay là mình dạy học, thì nó đã choáng hết cái thời gian của mình rồi. Cho nên là thực sự ra thì nếu như mình được nuôi dưỡng bằng những cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc ấy, thì những cái điều mà mình cảm thấy bất như ý nó sẽ được đẩy xa ra, giống như là cái gì mình quan tâm thì nó sẽ hút về. Cho nên Mai cảm thấy nó sẽ hơi làm cho mình bị phiền toái một chút xíu, nhưng Mai nghĩ rằng là hoàn toàn nó ở bên ngoài, và những ngày này Mai cực kỳ thấy cảm giác nó rất là an bình. Mai không biết gì ở bên ngoài hết cho nó khỏe. Năm nay Mai cũng đã làm một cái việc, đó là toàn bộ số tiền thưởng đó thì Mai cũng đã trao lại cho cộng đồng hết rồi. Tóm lại Mai được nhận quá nhiều sự yêu thương và Mai trao hết những cái gì mà Mai có thể. Thì như vậy Mai đã toại nguyện hết. Cho nên Mai thấy rằng là những cái điều mà bất như ý hay là những cái điều phiền toái đó nó sẽ ảnh hưởng tới mình, thì nó sẽ không có động lại lâu nữa, bởi vì không có thời gian đấy để cho mình phải để ý nữa đó. Khi mà trò chuyện cùng với Quốc Nghiệp trong thời gian gần đây thì Quốc Nghiệp có công bố là đầu tháng 2 Quốc Nghiệp sẽ cùng với người anh của mình là Quốc Cơ sang Ý để chinh phục kỷ lục Guinness thế giới mới, rồi sẽ ngưng thi đấu đỉnh cao luôn, mang kỷ lục Guinness về nhà làm quà cho vợ. Thì không biết là Ngọc Mai nghĩ như thế nào ha? Thì cái gì nó cũng sẽ có những cái thăng trầm mà, và những có lúc lên xuống, hay sự nghiệp cũng vậy. Thì đó là cái sự lựa chọn mà ông xã mình lựa chọn thì mình rất là tôn trọng. Mình thấy tất nhiên là tuổi nghề nó sẽ cũng có một cái thời gian đó, cho nên là cái việc này thì mình hoàn toàn ủng hộ thôi, vì trước đây mình đã nói cái chuyện này từ rất là lâu rồi. Nên kết thúc cái sự nghiệp thi đấu là bởi vì để còn nhiều cái mầm non tương lai nữa, và mình sẽ lui về cái công tác khác. Nó có thể là liên quan tới siếc, nhưng có thể là lui về công tác giảng dạy như con đường của Mai chọn. Thì không phải là mình cứ làm nghề hoài như vậy, mà mình sẽ cống hiến nghề bằng một cái việc khác, chứ không phải là khi nào cũng là thi đấu. Mình nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều đúng theo cái quy luật mà. Ví dụ như lớn tuổi rồi thì bay mai mốt không muốn thi đấu nữa cũng đâu có thi đấu được nữa đâu, đúng không nè? Cho nên là nếu như mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị dài hơi cho một cái tương lai tiếp, tức là tương lai ngắn như thế nào, tương lai dài như thế nào, mình sẽ có một cái hoạch định trong cái nghề nghiệp của mình, trong cái cuộc sống của mình, thì mình sẽ có những cái bước đi nó dễ dàng hơn. Cho nên em cũng rất là tin tưởng ông xã của mình sẽ có những cái kế hoạch cho cái cuộc đời của mình nó được, giống như là nó sẽ được thuận theo cái mà anh suy nghĩ, nó thuận theo những cái gì mà thuộc về tự nhiên. Còn đem quà về cho em thì không biết đem quà về hay không đi. Biết đem về cho ai. Nếu như Quốc Nghiệp không chinh phục được kỷ lục lần này thì Mai thấy làm sao? Nếu như mà không chinh phục được á, thì mình coi như đó là một cái dấu mốc cho bản thân của mình. Thì cái chuyện được hay không được ở đây là được cái gì và không được cái gì. Có thể mình không được cái kỷ lục đó, nhưng mà mình được cái gì? Mình được cái sự trải nghiệm. Bây giờ khi nào mình cũng được nằm trong cái cảm giác là mình chinh phục là sẽ được, thì ví dụ nó không được thì cái sự trải nghiệm đó nó hoàn toàn chưa bao giờ cuộc đời mình có, thì mình cũng được trải nghiệm, đó là cái phần đường của mình đó. Đấy, cho nên là tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người, và được ở đây là gì và không được ở đây là gì. Và không được ở đây thì lúc đó nếu như mình không ở đỉnh vinh quang thì những cái gì đó sẽ đến với mình, mình đối đầu với nó như thế nào, tâm thái của mình đã làm sao, thì mình được rèn luyện bởi những cái điều đó. Thì cái gì nó đến với mình đều là cái sự tốt nhất mà. Theo cái quan niệm của gia đình Quốc Nghiệp Ngọc Mai á, thì mọi sự xảy ra trên cái cuộc sống này đều là một món quà, và đều có một cái lý do để nó xảy ra. Cho nên là bất kỳ một cái điều gì như ý hay bất như ý thì đều nó có lý do riêng của nó. Cho nên nếu như mình nhìn sâu nó một chút xíu cái mặt được á, thì mình sẽ thấy cái cuộc sống nó sẽ an ổn rất là nhiều. Chứ bởi vì con người ta cứ chăm chăm vào cái mặt là ôi mình mất, mình toàn mất. Nhưng mà mình không nghĩ được rằng là
bên cái mức đó mình được quá nhiều thứ và nhiều thứ khác. Giống như Ngọc Mai chẳng hạn, như Mai Linh qua cái điều Ngọc Mai là Mai đã xảy ra những việc bất như ý cũng khá là nhiều, bởi vì khi mà mình đã trở thành một cái người mà có ảnh hưởng hoặc là cái tâm điểm của xã hội thì người thương kẻ ghét thì điều đó là điều đương nhiên. Nhưng quan trọng là trong khi hoạn nạn, cái được của mình là mình sẽ thấy được ô, có mình có những người bạn quá đổi chân thành, hay là mình có những người bạn mà xưa nay mình đã hiểu nhầm chẳng hạn, hay là như thế nào đó. Tóm lại rằng là mình được rất là nhiều. Và Mai nghĩ rằng Quốc Nghiệp cũng sẽ như vậy thôi, cũng sẽ nhìn nhận được cái mặt được và cái mặt mất của mình là gì và được của mình là gì, như vậy để cho mình cân bằng lại một cách dễ dàng hơn. Kiểu như là mình không có thắng lần này thì mình lại đăng ký tiếp lần khác á, thì Mai nghĩ có được hay không? Dạ không, không, bởi vì nó là thi đấu cuối cùng, mà thi đấu cuối cùng thì được hay không được nó đều là thi đấu cuối cùng rồi. Chứ còn nếu như mà chúng ta mà bị rơi vào thêm một lần nữa là nếu như không được ta lại thi lại, không khác gì là giống như một cái người đánh bài á, người ta bị thua và người ta muốn gỡ mà gỡ hoài á, ý là như vậy. Trong cái cuộc sống cũng vậy, chúng ta không có cái luật chấp nhận á, thì cái con người ta cứ bị đẩy đưa đến cái sự mà hơn thua, vậy thì nó lại qua một cái ý nghĩa khác rồi. Nó không phải là một cái sự đánh dấu cho cái sự kết thúc sự nghiệp thi đấu, mà là một cái sự khi nào chúng ta cũng phải có một cái sự hơn thua. Như vậy Mai nghĩ rằng là Quốc Nghiệp cũng sẽ không có đến mức độ rằng nếu như mà thua rồi là bỏ luôn cái hẹn ước của mình hay là một cái lời hứa của mình. Tùy thôi, mình nghĩ rằng là cái đó là sự lựa chọn của mỗi người, mình giữ cái gì. Một là mình giữ chữ tín, hai là mình theo cái danh vọng của mình để cái sự hơn thua. Vậy thôi, con đường nào bạn có quyền lựa chọn. Vậy thôi. Cho nên là em nghĩ rằng cái đó là sự lựa chọn của Quốc Nghiệp. Nhưng mà đối với em thì cái chữ tín nó rất là quan trọng, cho nên em sẽ gìn giữ. Và trong dịp Quốc Nghiệp cùng với Quốc Cơ đi sang Ý thì Mai cũng có những cái lịch của mình. Thế thì lúc này mình sẽ vun vén gia đình như thế nào? Mình phải có một cái sự cân đối. Khi mà ông xã mình đi thì mình sẽ giảng dạy tại phòng ở sát nhà thôi, mình làm công việc khác. Tức là mình vẫn chứ không phải là chồng đi rồi vợ đi rồi không biết con ra sao nữa. Cho nên mình cũng phải biết được cái thời gian, bởi vì Quốc Nghiệp đi thì đã có một cái thời gian nó nhất định mà. Vậy thì mình sẽ lượng theo là cái show diễn của mình nó phù hợp với cái giai đoạn đó, nó như thế nào, nó quá sức hay là nó như thế nào, để mà mình biết, để mình nhận hay mình từ chối. Bởi vì cái công việc chính của sang năm của Ngọc Mai thì Mai vẫn rất muốn làm được trở về với công việc giảng dạy nhiều hơn, rất là nhiều hơn. Bởi vì bây giờ số lượng học viên mà đang danh sách chờ là đã lên tới gần 2.000 người rồi, mà không biết giải quyết như thế nào hết. Cho nên là Mai còn nợ các bạn nhiều quá. Hôm qua nghe các bạn ở trong cái team mà hát cùng Mai đó thông báo là mình thấy là sắp bước sang ban luôn. Cho nên mình phải dành thời gian cho năm sau cho cái việc giảng dạy rất là nhiều, bằng nhiều hình thức khác nhau. Chờ học thôi là đã lên tới là gần 2.000 người, thì mình cũng không biết là mình sẽ tổ chức kiểu gì luôn. Yeah. Sau khi mà Mai thắng The Masked Singer thì Quốc Nghiệp cũng có chia sẻ ở rất nhiều nơi là anh từ bây giờ sẵn sàng quay trở về làm hậu phương của Mai, làm cái bóng cho Mai phát triển hơn cho nghề nghiệp của mình. Thì Mai suy nghĩ gì? Là ông bà ta cũng đã nói là thế gian được vợ mất chồng, thì cái đó là cái mà mình phải lựa chọn. Mình lựa chọn là như thế nào, cái bóng ở đây là như thế nào, hay là cái bóng để hun đúc cho cái sự nổi tiếng hay là cái sự thành công của người kia hay là như thế nào đó, thì đó là một cái sự tương trợ lẫn nhau. Cho em cũng không nghĩ rằng là cái bóng, bởi vì thực sự ra con người của mình nó đâu có bao giờ nó thoát được cái bóng đâu. Mình có muốn hay không thì mình không bao giờ cơ thể của mình mà thoát khỏi được cái bóng cả. Cho nên là mình làm sao mà để cái thân thực tại của mình và cái bóng đó nó ở một cái thể hòa hợp với nhau. Biết ơn cái bóng nó đã sẽ hiện diện cho mình, và mình hiện diện cho cái bóng nó như thế nào để nó tương trợ lẫn nhau. Chưa chắc rằng là cái bóng lại là cái sự mờ nhạt hơn nha. Em thì lại không nghĩ như vậy. Đôi khi nó sẽ tùy theo cái thời điểm mà là cái sự quan trọng của cái bóng hay là sự quan trọng đến cái hình, ví dụ như vậy đó. Thì tùy theo cái góc nhìn của mỗi người và mỗi lúc nó sẽ có một cái vai diễn nó khác nhau, thì mình sẽ thuận theo đó để mà mình sẽ cân bằng để làm sao đó. Chứ mình cũng không tự nhận ai là bóng và ai là hình cả, thì em nghĩ là như vậy. Vì Quốc Nghiệp nói gì thì nói, mọi người cũng đã quá biết rồi, ở trên trường đấu cả quốc tế này kia. Chứ Ngọc Mai thì dù sao mọi người chưa có biết nhiều, thì năm nay mọi người nói là hóa ra đây là vợ của Quốc Nghiệp. Nếu như mà nói Ngọc Mai không thì cũng có thể rằng là nhiều người sẽ không biết thật, nhưng mà nói là hóa ra cô này là vợ Quốc Nghiệp à. Vậy thì cái năm vừa rồi người ta lại khẳng định lại một lần nữa là tưởng là vợ Quốc Nghiệp chỉ biết nấu ăn thôi, chỉ biết chăm con thôi, hóa ra là vợ Quốc Nghiệp biết hát nữa. Có phải là mình cũng có được cái sự tương trợ từ người chồng của mình đó chứ. Đó, thì nó là hóa ra hai cái người này là một. Cái cô mà hay chăm sóc gia đình hay này kia đó, hóa ra là o sen. Vì quá nhiều người bất ngờ cái điều đó, cái đó cũng là một cái mà Mai cảm thấy hạnh phúc đó chứ. Được cái sự tương trợ
một mặt nào đó của ông xã mình đó chứ, về cái danh tiếng hay về cái gì đó. Nhưng mà cái điều mà gia đình Ngọc Mai và Quốc Nghiệp hướng tới nó không phải là cái sự nổi tiếng hay danh tiếng mà để mà loan với thiên hạ, hay là để mà mình sẽ là này là kia, mà sự hướng tới của Mai và Nghiệp là mình đã làm gì cho mình và cho cộng đồng vậy thôi. Cái câu hỏi đau đáu, kể cả anh Nghiệp cũng vậy, anh cũng rất là ước muốn để mà tìm ra được những cái nhân tố tương lai về xiếc. Bởi vì xiếc Việt Nam thì các bạn rất là giỏi, nhưng mà chẳng hạn như là chưa có cơ hội để mà các bạn tỏa sáng. Thì cái công việc mà để mà cho mình và cho người nữa, thì cái công việc mà Nghiệp cũng sẽ đang hướng tới trong cái tương lai là như vậy. Và rất là mong là cái nghệ thuật xiếc cũng sẽ được quan tâm rất là nhiều trên thông tin đại chúng. Hy vọng rằng trong tương lai thì Việt Nam sẽ có những cái gọi là những cái cuộc thi hay là những cái game show mà sẽ được cho cơ hội của cái ngành nghề mà được ít tiếp xúc với khán giả hơn, sẽ được có cơ hội để tiếp cận. Lúc đầu thì Mai có chia sẻ là toàn bộ cái tiền mà mình thắng từ The Mask Singer Việt Nam là mình dùng cho từ thiện hết, thì cụ thể nó là như thế nào ha? Mai đã được V Channel treo cái giải thưởng là 300 triệu và ngân hàng VIP đã tặng cho Mai 100 triệu. Và sau khi mà khấu trừ thuế hết các bên thì Mai đã tặng cho trường Mồ Côi Hướng Dương ở Bến Cát, Bình Dương là số tiền là 360 triệu. Sau khi là đã trừ hết thuế thì cái tổng cái số tiền mà Mai tặng là như vậy. Mai chỉ nghĩ đơn giản là quán quân một mình Mai không có làm được điều đó, mà là nhờ sự yêu thương của khán giả, nhờ sự yêu thương của cộng đồng, của mọi người thì Mai mới được mọi người tặng cho Mai một cái giải thưởng như vậy. Vậy thì cái việc của Mai là Mai trả cái nghĩa này một phần nào đó để mà trọn vẹn cái tình yêu thương của mọi người, và cái tình yêu thương của mọi người được san sẻ cho còn thêm nhiều mảnh đời khác nữa. Cho nên Mai thấy đó là một cái sự tiếp nối của cái tình yêu thương đó từ người này qua người khác. Chứ cũng không phải là Mai làm cái điều đó, cũng không phải, mà Mai chỉ là một cái người để tiếp nối cái tình yêu thương đó của khán giả đến với các em có cái hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục được đến trường vậy thôi. Thì sắp tới là 14 tháng 2 rồi, không biết là kế hoạch 14 tháng 2 lễ tình nhân năm nay của hai vợ chồng thì ra sao? 14 tháng 2 thì hai vợ chồng sẽ sắp sửa đi qua Mỹ. Đó, vì 15 tháng 2 là bắt đầu bay rồi, hình như là bay hay là có mặt gì đó, cho nên là cái thời gian đó là sẽ chuẩn bị cho một cái cuộc, gọi là một cái cuộc đi diễn xa, nhưng mà là một cái cơ hội để hai vợ chồng được có thời gian ở bên nhau. Bởi vì con thì có ông bà nội và có người chị ở nhà sẽ đỡ đần cho, có học trò rồi có tất cả những cái người thương yêu ở nhà sẽ đỡ đần giúp cho hai con ấy. Còn ba mẹ sẽ có được một cái khoảng thời gian vừa đi diễn, nhưng mà mình lại có một cái thời gian gọi là hấp hôn. Giống như là cái kỷ niệm của 14 tháng 2 của cách đây năm 2019. Năm 2019 hay 20 ta? 20. Năm 2020 thì Ngọc Mai và Quốc Nghiệp cũng có một cái chuyến đi Mỹ, có một cái thời gian riêng tư với nhau. Thì không ngờ rằng là trong cái dịp mà này cũng là cái thời gian nó cũng gần gần như vậy, để mà mình nhìn lại sau 2 năm mình có được cái gì, cái tình yêu của mình như thế nào khi chúng ta đi cùng với nhau, thì cũng là một cái cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại những cái năm qua chúng ta dành cho nhau những cái điều gì, chúng ta có một cái thời gian để chiêm nghiệm cho bản thân. Không phải là mình rời xa con cái gì đã, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần có những cái gì đó, chúng ta có cái thời gian chúng ta lắng lại để chúng ta quan sát lại chính mình một cách rõ ràng hơn ấy. Thì nó rất là luôn tiện, nó đúng dịp. Và như vậy thì Ngọc Mai và Quốc Nghiệp đi tới gần chắc 10 ngày lận. Và hôm nay thì nhiều người cũng chia sẻ là đã nghe Quốc Nghiệp nói là tháng 4 sắp tới đây thì Quốc Nghiệp cùng với Ngọc Mai sẽ chính thức làm lễ cưới. Ngọc Mai có xác nhận điều này hay không? Cái này là anh Nghiệp nói cho em không nói nữa. Vì anh Nghiệp anh cũng nói nhiều, là vì em sợ nói trước bước hôm qua, chứ hai lần trước nói rồi mà toàn hai lần dịch, cho nên em sợ nói ra nữa, lần thứ ba dịch nữa thì chắc bà con sẽ nói Quốc Nghiệp với Ngọc Mai cứ hễ nó nói cưới là dịch à. Nên em sợ hai lần rồi, hai lần mà cứ chuẩn bị đám cưới vậy là chụp hình rồi, tất cả mọi thứ đã này kia hết, đến mức độ mà các chị mà công ty mà tổ chức sự kiện cưới đó cũng phải trả tiền lại nữa. Nên là Ngọc Mai và Quốc Nghiệp rất là sợ. Anh Nghiệp anh muốn nói gì thì anh nói, nhưng mà Mai thì hơi tâm linh chút, Mai không dám nói. Nếu cái gì nó xảy ra thì mọi người biết rồi, Mai sợ lắm.